Một ngày ăn kẹo màu xanh sẽ như thế nào? Đầu tiên là viên kẹo có hình khoai tây chiên. Wow, đây quá trời ngon luôn. Anh liếm thử. Ngon lắm bạn. Nó có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Lộn. Kẹo có vị cay các bạn, lộn thôi. Rất là ngon. Tiếp theo là hộp kẹo Doraemon có hình xăm nha các bạn. Kẹo cái này giống hình xăm quá vậy. Có hình xăm, không giống hình xăm sao được. Kẹo gì kỳ vậy? Ủa? Thế lại. Chắc cái này là kẹo quá. Wow. Đây các bạn, đây là hẻ kẹo gum có màu cam nha các bạn. Giờ anh sẽ ăn thử nha. Đây có màu cam nè. Nó chua chua các bạn, chua chua ngọt ngọt nhưng mà rất là ngon. So với kẹo hình khoai tây chiên các bạn. Nó ngon hơn gấp 5 lần luôn các bạn. Mình sẽ mở tiếp bịch kẹo gum tiếp theo. Hình xăm gì đây, hình xăm gì đây. Trời ơi, Doraemon. Ủa lộn rồi, đây Doraemon nha các bạn. Mở ra xăm liền luôn. Không ăn kẹo bọng gì chứ. Bọc siêu nó tẹt. Đẩy lên. Lấy nước kho vô. Giờ anh sẽ háo ra nha. Nhẹ nhàng. Wow. Bây giờ mình sẽ văng tay áo là mình đi làm giang hồ nha mày. Không biết bịch kẹo còn lại nó có hình xăm gì trong đây đây. Giờ mình sẽ khui ra nha. Wow. Hình gì đây. Ồ, hình Doraemon nữa. Sao số nó đen dữ ta. Sao lại là hình Doraemon nữa. Để bạn mình phát hiện ra. Con này thì nó ngồi, con này thì nó đứng nha bạn. Hello, cứu tôi. Tiếp theo là canh dầu có màu xanh nha bạn. Và mình sẽ mở ra thử nha. Đây. Ây da. Ui, cơm cái gì bạn ơi. Đây là hồng kẹo cơm. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Các bạn, cái mùi vị này á, không diễn tả luôn á. Nó vừa chua mà nó còn nhiều nữa, nó ăn á mình nó vậy không nổi luôn. Thôi cái này dắt cho tập quá chứ cái này ăn dở lắm các bạn. Cái này chấm cho không điểm. Thôi mình qua món tiếp theo đi các bạn ơi. Tiếp theo là cây xuống nước có kẹo bên trong nha các bạn. Giờ anh sẽ mở ra mình ăn kẹo thử nha. Giờ anh sẽ dặn ra. Wow, kẹo đây. Kẹo quá ngon luôn. Ui gai. Wow. Nè các bạn, kẹo nè. Đây, kẹo nè các bạn. Wow, kẹo có màu xanh nè các bạn, màu vàng, hai cục màu đỏ với một cục màu xanh nước biển với màu hồng các bạn. Wow, nhìn đã quá à. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Rồi ăn nha, mình khoái màu hồng các bạn, giờ mình ăn màu hồng trước nha các bạn. Wow, gan cục kẹo không gom luôn bạn, ngọt ngọt. He hả? Đâu phải kẹo sô-cô-la đâu bạn. Ăn mấy kia kẹo sô-cô-la này không có kẹo sô-cô-la luôn. Rồi giờ mình ăn màu xanh đi các bạn. Ngon. Nhức lắm lắm bạn. Mình sẽ ăn hết kẹo này luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ nước vô đây. Mình sẽ lấy cái súng nước này mình đi bắn nha các bạn. Đây các bạn, mình đã vô nước rồi nha. Giờ mình sẽ bắn thử. Chịu ép luôn mày. Quá đã luôn.